Ui, có bốn người luôn kia. Một đứa này. Ui. Ui, bắn lén kia. Hai em này. Này thì bắn lén nhá. Ba em này. Chuẩn bị cân bốn này. Headshot. Hello anh em nhá. Mình là Văn Huyền đây anh em ạ. Hôm nay mình sẽ thử tất cầm PC đi bắn solo quát anh em ạ. Nếu anh em thấy hay ấy, thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều luôn. Ui, map này khó bắn lắm anh em ạ. Bởi vì mình ít chơi game ấy. Với lại mình chơi ít chơi map này ấy. Nên là mình thử bắn không quen map này anh em ạ. Nhưng mà không sao, hôm nay mình sẽ thử bắn map này để xem sao nha anh em. Nếu mà clip hay ấy, thì anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn. Hình như kênh trên trời có người hay sao anh em ạ. Ui, headshot. Sao lại không vô vào đầu kìa. Kìa. Bắn thằng gần nhất trước anh em ạ. Bị lỗi anh em ạ. Bắn mãi không vào đầu luôn, cay thật. Ui, thế là chúng ta đã có 3 kill quá là đơn giản anh em ạ. Hôm nay mình đi solo squad bằng PC ấy anh em. Nên là cũng có hơi bị nhiều bot anh em ạ. Nên là có gì anh em thông cảm nhá. Nhưng mà nhiều khi nó vẫn có người anh em ạ, chứ không phải bot là 100% đâu. Mỗi lúc mà mình chơi game để giải trí ấy thì bắn toàn full hết đỏ, full đỏ thôi anh em ạ. Còn lúc mà mình quay clip ấy thì nó gặp ít người lắm. Mình chạy hết cả map mà không thấy ai anh em ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi săn nhá anh em. Mình thấy có nhiều bạn comment trên kênh của mình ấy là anh ơi sao anh bắn full đỏ nhiều thế, anh để đồ nhảy bao nhiêu. Thì thực ra đồ nhảy nó cũng không quan trọng lắm đâu anh em ạ. Quan trọng là cái cách đặt tâm của anh em ấy anh em. Anh em cứ đặt cái tâm vào ngang cổ hoặc là ngang đầu ấy. Nếu mà ngang đầu thì không cần cao tâm luôn. Mình chỉ bắn thôi anh em ạ. Còn bình thường thì anh em cứ đặt cái tâm ngang cổ ấy anh em. Thì anh em chỉ cần kéo nhảy thôi là nó phun đỏ liền anh em ơi. Nhưng mà cái này anh em phải tập từ từ anh em ạ. Chứ đặt tâm ngang cổ nó khó lắm anh em. Cái lúc gặp người ấy thì anh em phải giữ cái bình tĩnh anh em ạ. Chứ anh em nào mà không bình tĩnh được ấy thì sẽ khó cân 4 cân 5 lắm anh em. Bởi vì lúc anh em mà không bình tĩnh ấy, thì lúc đó anh em sẽ kiểu anh em không làm chủ được các bạn thân ấy anh em. Nên là anh em cứ bắn lung tung thôi. Nên là rất... Ui, con người này. Headshot. Anh em thấy bot thế thôi nhưng mà anh em đừng có khinh thường anh em ạ. Bot ở PC ấy, bắn đau lắm anh em ạ. Mấy bot ở PC nó bắn kiểu nó thấm hơn cả người nữa anh em ơi. Bắn ghê lắm. Chỉ cần anh em chạy một cái thôi, anh em không để ý một cái thôi là nó bắn chết rồi, chết anh em luôn đấy. Ok, lút đồ này anh em. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi săn tiếp anh em nhá. Thì anh em thấy bắn PC ấy, gặp nhiều bot thì bot nhiều bot thật anh em ạ. Nhưng mà cái lúc anh em không để ý ấy thì nó sẽ hạ gục anh em liền ấy. Anh em chỉ cần lú cái đầu ra thôi là nó bắn anh em đi tìm trận mới luôn. Ok, sau một thời gian mình chạy thì tại mãi không thấy người anh em ơi. Mỗi khi mình chơi game cho vui ấy, thì gặp người đầy luôn anh em ạ. Còn lúc mà làm clip ấy thì chạy mãi không thấy người. Một người này. Headshot. Quá là đơn giản anh em ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi săn nhá anh em. Chắc là mình bắn PC hơi bị hay đấy anh em ạ. Cân 4, cân 5, cân 10 là bình thường ấy. Anh em xem clip của mình ấy thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Thì bạn nào muốn solo với mình ấy thì nhớ để lại ID ở phía bên dưới video nhá. Nếu mình rảnh ấy thì mình sẽ kết bạn giao lưu nhá. Hình như bên này có người anh em ạ. Ui, có người thật luôn kìa anh em. Hình như là hơi bị đông đấy. Ui. Cả đống luôn kìa. Pha này không phải bot đâu anh em nhá. Pha này là người thật đấy anh em. Này thì lút đồ. Một đứa này. Vật keo này. Này thì ham lút đồ nhá. Ơ, bật lên kìa. Này thì bắn lén này. Đâu rồi? Ba đứa, cân ba rồi anh em ơi. Còn một đứa nữa thôi. Headshot. Cân 4 quá đơn giản anh em ạ. Quá đẳng cấp luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ lúc đồ một xíu nha anh em. Bởi vì bây giờ trong map còn rất là nhiều người luôn. Nên bây giờ mình sẽ lúc đồ một xíu xong mình đi kiếm địch tiếp anh em nhá. Anh em mà thấy cái pha đó cân 4 của mình ấy thì nếu anh em thấy hay ấy thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Văn Huyền nhá anh em. Tụi này quá non anh em ạ. Gặp ai chứ gặp Văn Huyền thì chỉ có chết thôi anh em ạ.
đùa thôi, mình gãy tí thôi anh em ạ, chứ không có gì đâu anh em nhá. Mình làm clip thì mình lâu lâu mình phải gãy một cái cho nó hay chứ, chứ làm clip cứ bình luận xàm xàm mình chán lắm anh em ơi. Ui, bây giờ mình suy đoán á, hình như bên này có người hay sao ấy anh em. Hình như bên này có người. Ok, bây giờ để mình chạy qua tìm nha anh em, bởi vì bây giờ mình có suy đoán là bên này có người hay sao ấy. À, bạn nào muốn kết bạn giao lưu cùng với mình ấy thì nhớ để lại ID nhá. Khi nào mình giận thì mình sẽ kết bạn và giao lưu cùng với anh em. Hoặc bạn nào muốn mình làm clip về gì ấy thì nhớ comment ý tưởng ở phía bên dưới nhá, để mình làm theo nhá anh em. Sao lại không có người ta? Lúc nãy như mình thấy bên này có người mà anh em. Ok thì bây giờ mình sẽ thử đi tìm một xíu xem sao nhá anh em. Tin chảy mãi không thấy người, chán quá anh em ơi. Ủa cái gì vậy? Cả đống người luôn kìa anh em. Tự nhiên chạy mãi không thấy người luôn, xong tự nhiên pha đấy thấy mấy người luôn, pha đó bất ngờ thật sự anh em ạ. Pha đấy mình hơi bị run tay đấy anh em, nhưng mà không sao, vẫn xử lý được anh em ạ. Trận này sắp top 1 rồi anh em ơi. Ôi có người, có người kìa, có người kìa. Headshot. Dạo này mình bắn hơi bị ghê đấy anh em. Đừng có đùa anh em ạ. Còn một đứa thôi là top 1 rồi anh em ơi. Ui top 1 rồi anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết clip của mình nhá. Ok bây giờ mình sẽ vào shop của mình để quay kim cương để xem sao nhá anh em. Không biết có ra kim cương nữa không anh em ạ. Ra không? Ui lại không ra kìa, cay thế nhở. Không sao, còn lần thứ hai anh em ơi. Lần đầu tiên thất bại thì mình quay lần thứ hai, sợ gì anh em. Ui 9999 kim cương, quá lời luôn anh em ạ. Sướng thế nhở. Bây giờ mình sẽ thử quay lần 3 xem sao nhá anh em. Không biết lần này có ra kim cương không nữa anh em ạ. Ui 8999 kim cương, quá là hên anh em ơi. Trong tất cả những thằng tán em ấy, anh là thằng đẹp trai nhất, và hoàng tử ấy chỉ có anh thôi.